Tại tỉnh Kiên Giang ngày 1 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 15 bị can thuộc hai nhóm thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vì tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Phú Quốc, cả hai nhóm thanh niên này đã đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê việc xây dựng nhà ở, Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2022, trong lúc nhóm của Trần Thanh Tâm gồm Tèo, Phi, Huy, Đăng, Lâm, Nghĩa, Nhã, Khánh đang trông coi cho nhóm tàu hồ xây dựng móng nhà tại một thửa đất thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, thì nhóm của Nguyễn Vũ Trí gồm Nhẫn, Phúc, Chương, Lâm, Quân đi đến tranh giành đòi quyền bảo kê việc xây dựng trên thửa đất này. Hai bên xảy ra cự cãi xô sát nhau nhóm của trí cầm dao tự chế ống tuyết nước gạch ống ném về phía nhóm tâm nhóm của tâm đáp trả bằng cách ném gạch và bom xăng sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút gây náo loạn lo sợ cho người đi đường và người dân sinh sống tại đây một lúc sau thấy lực lượng công an đến cả hai nhóm bỏ chạy tán loạn để lại một số hung khí tại hiện trường qua công tác điều tra truy xét lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng trên hiện vụ diệt đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.